Lan rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Hôm nay cây năm cánh trắng bạch tuyết trong vườn nó nở hoa, thì Nguyễn cũng quay cho các anh chị các bạn chúng ta xem và cập nhật mặt hoa luôn. Trước khi xem hoa thì chúng ta xem thân lá cây năm cánh trắng bạch tuyết nha. Nó màu xanh non, rất đẹp nha. Màu xanh non. Và đây ạ. Năm cánh trắng bạch tuyết, mũi trắng tinh nha cả nhà nha. Hai mắt gọn bân. Không hề có một chút lem nào cả. Có những cây ấy thì nó gọn nhưng mà nó lem dần 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 vào trong họng đây. Mọi người xem nha, mũi trắng tinh. Đây bộ cánh bầu của nó, rất đẹp không? Và các anh chị các bạn để ý ha, trên chậu này Nguyễn có một cái túi. Túi này là túi phân nha. Và chúng ta xem nguyên cả cái chậu này. Thì Nguyễn nhấc cái túi phân này ra nè, mọi người xem nha. Tại sao nguyên cả cái chậu này á, rễ nó không bám xung quanh đây đi mà nó lại tập trung về đây, mọi người thấy tập trung rất nhiều rễ này. Chứng tỏ cái túi phân này rất tốt nha cả nhà nha. Thì hiện tại ở trong vườn Nguyễn đang bán 20 cái túi như thế này. Giá là 100.000 cho 20 túi như thế này thôi, giá 100.000 nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà nha. Rồi, mình nói sơ vậy thôi. Thì cái vị trí này là cái vị trí để cái túi đây. Đó. Mọi người chúng ta xem lại hoa năm cánh trắng bạch tuyết đang nở nha cả nhà nha. Đây ạ. Cánh bầu, sáp, bóng, trắng tinh. Rất là chuẩn khuôn luôn nha các anh chị nha. Đó. Và Nguyễn sử dụng cái phân này để trên chậu đây. Cây thân lá phát triển tốt, mập mạp nha các anh chị nha. Đó. Phân này là phân Dynamic của Úc nha. Phân Dynamic của Úc. Rồi, mình cảm ơn các anh chị các bạn chúng ta đã xem ha.